vấn nạn của các hội nhóm yêu đồ lính Việt Nam Cộng Hòa trong một bộ phận người dân. Hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện một số hội nhóm thường xuyên đăng tải hình ảnh trang phục lính Việt Nam Cộng Hòa. Các thành viên nhóm tự hào khi sở hữu những món đồ độc, lại là những món đồ lính Mỹ, Ngụy đã qua sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Xuất xứ, lai lịch của món đồ, chủ nhân cũ của món đồ càng oanh liệt có nhiều thành tích chống cộng, giết hại dân lành, thì lại càng có giá trị sưu tập. Mượn danh hội yêu đồ lính, các thành viên ngông nghênh đi khắp nơi, ngang nhiên đưa lên mạng xã hội hình ảnh của mình trong các sắc phục lính từ mũ nồi đỏ, mũ nồi xanh đến biệt động, thủy quân lục chiến, hoặc lôi nhau vào rừng dựng cảnh vác súng, đánh trận, bị thương, rồi cắt ghép minh họa cho các bài hát ca ngợi quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đây là một trong những hoạt động cổ suý, kích động hận thù, gợi lại nỗi đau chiến tranh. Việc diễn thời trang lính Việt Nam Cộng Hòa lại ẩn chứa nhiều âm mưu thâm hiểm của chiến lược diễn biến hòa bình, giúp cho các đối tượng phản động phổ biến hình ảnh mặc đồ lính Việt Nam Cộng Hòa và đăng tải trên mạng xã hội. Người dân yêu màu áo lính nhưng thiếu hiểu biết lịch sử, biến đây thành một trào lưu cho một bộ phận mù quáng thiếu hiểu biết. Sau khi đã khơi gợi sự đam mê và cuốn theo trào lưu này, không ít người từ đam mê quần áo lính sẽ có cái nhìn thiện cảm về lính Việt Nam Cộng Hòa. Từ đó có cái nhìn lệch lạc về một đội quân đã từng đi ngược lại lợi ích dân tộc và đất nước. Vì vậy, mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động nhận diện, phát hiện và cùng ngăn chặn, đấu tranh với những hoạt động, hành vi phản cảm, gây bức xúc dư luận xã hội.